chợt chiều văn vũ quân thần nhì quý linh tộc xa giúp cho có lệnh truyền ra đức thanh ông ở có lệnh truyền ra quân thủy quân bộ đều là tử dinh. Xăm xăm mà bước mơ tới đường hoa y tức thì quân kéo đi đường đường chính nhớ chính nhớ bộ đua nhau vượt nước nước đi là núi lắm đầu đi cạn sông ấy thanh ngư về tả văn văn hữu võ lượng ban đao đàn quân thủy quân bộ đối hạ
thiên tinh vạn mang hàng hàng kéo sao lệnh triển thiên nội vạn cư. Văn nhị sớ dâng lên thường lai, văn sớ dâng lên trời trời lên đức thánh, che che biển rõ ràng phê cho nhị tổ tràng sinh. Nhị tổ tràng sinh phê cho nhị tổ tràng sinh chư phụ chư quý, khang khang ninh ninh thọ trường phê cho viện cả núi đường. Hoành sơn đánh đồng dẹp bắc cho an nước nhà. Sát thủy trừ tà uy ra, sát thủy trừ tà. Để cho đệ tử yên an bản mệnh. Quân kéo